Các bạn hãy thử hình dung, nếu như những loại nước còn tồn tại các tạp chất có hại cho sức khỏe, mỗi ngày ngấm dần vào cơ thể chúng ta qua đường ăn, uống, tắm rửa thì sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi một vài thí nghiệm sau. Nguồn nước của chúng ta có khả năng dẫn điện hay không? Khi chúng ta cắm cái công tác của cái bóng đèn vào cốc nước tinh khiết, chúng ta thấy là bóng đèn của chúng ta không sáng, nước của chúng ta không có khả năng dẫn điện. Và chúng ta thử nghiệm với cốc nước Aquasta. Wow, bóng đèn của chúng ta sáng lên. Nguồn nước của chúng ta có khả năng dẫn điện bởi vì nó giữ lại những hàm lượng khoáng rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy ra một lượng khoảng 5ml, kiểm chứng bằng cách lấy ra 2 giọt thả vào 2 cốc nước. Với nước tinh khiết, chúng ta nhìn đây nó khoảng là từ 6,5 cho đến 7,0. Và nguồn nước thứ hai qua thiết bị xử lý công nghệ nano của Nhật Bản Aquasta, chúng ta thấy rằng nước của chúng ta ở mức là 8,5. Và theo tiêu chuẩn của y tế, để có một cái nguồn nước có pH tốt cho sức khỏe của chúng ta là rơi vào khoảng 8,5 là tốt nhất. Bởi vì chỉ số pH trong dòng máu của chúng ta ở một người bình thường là khoảng 7,35 đến 7,45. Và để duy trì được pH này thì với một cái nguồn nước có tính kiềm cao sẽ rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Và qua thí nghiệm này, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái nguồn nước rất quan trọng cho sức khỏe, có chỉ số pH tối ưu. Một bề mặt của quả táo sau khi được gọt thì dưới cái tác động oxy hóa không khí, một thời gian sau cái bề mặt của quả táo chúng ta sẽ bị thâm. Và để chứng minh rằng cái nước của chúng ta có khả năng khử hết được cái bề mặt thâm này, ta lấy cái mẫu táo này ta ngâm vào cái nước của chúng ta. Sau 10 phút chúng ta ngâm 2 miếng táo đã được sơ chế trên 2 loại nước là nước sử dụng thông thường của gia đình và nước qua thiết bị Aquasta. Chúng ta nhìn thấy bề mặt của 2 miếng táo đã có những sự khác biệt rất rõ rệt. Và đây chính là những cái kết quả rất là tuyệt vời trong quá trình chúng ta sơ chế thực phẩm hoa quả nếu như sử dụng nước Aquasta hàng ngày. Qua những thí nghiệm trên thì hẳn quý vị và các bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng nước được lọc qua hệ thống máy lọc Aquasta. Được cấu tạo bởi 6 quả lọc, với quả lọc thứ nhất được làm bởi chất liệu ceramic filter công nghệ Nhật Bản, lọc bỏ cặn bẩn, kim loại nặng, vật rắn, vi khuẩn có hại trong nước. Với quả lọc thứ hai, lõi lọc được cấu tạo bởi những hạt carbon rắn có chứa hoạt tính sẽ khử mùi, kim loại nặng, clo, chất hóa học và diệt vi trùng gây bệnh phát triển. Với quả lọc thứ ba, cấu tạo bởi KDF55, titanium alloy và fer, công nghệ này sẽ phân giải kim loại nặng có hại trong nước như chì, thủy ngân, stibium, tăng lượng oxy trong nước, chống oxy hóa. Với quả lọc thứ tư, được áp dụng kỹ thuật chuyển hóa năng lượng mới của các nhà khoa học Nhật Bản. Theo kỹ thuật này, năng lượng có thể phóng thích gấp 2 lần nguyên tố năng lượng bình thường. Tốc độ của tổ hợp phân tử sẽ tự sắp xếp và chia nhỏ phân tử nước, làm cho cơ thể con người dễ dàng hấp thụ nhất, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đá điện khí tourmaline có trong quả lọc thứ năm có chứa khoáng thạch tự nhiên, CellGen, có tác dụng sản sinh ra ion âm, khử mùi trong nước. Với quả lọc thứ 6, được cấu tạo bởi nguyên tố bạc nano và carbon hoạt tính, làm ổn định phân tử nước, khiến cho cơ thể càng hấp thụ dễ dàng hơn, đồng thời diệt hầu hết các loại virus và vi khuẩn gây bệnh như vi khuẩn dịch tả, Salmonella, Cholera. Là phụ nữ, tôi rất quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là vấn đề ăn uống hàng ngày. Sau khi sử dụng sản phẩm của hãng, tôi thực sự rất là yên tâm vì chất lượng của nước, vì điều này đã giúp cho tôi chăm sóc gia đình mình được tốt hơn. Nói chung nhà hàng cà phê Luna đã sử dụng cái máy lọc nước Aquasta từ khi sau khi khai trương cửa hàng được một tuần, thì cảm thấy là nhu cầu lợi ích thực là cần phải dùng cái máy này. Máy này là máy lọc ra nước khoáng, vì thế cho nên là đem lại sức khỏe rất là tốt cho khách hàng, vì nhà hàng mình thường sử dụng sản phẩm nước lọc miễn phí cho khách hàng. Vì thế cho nên là mình muốn đem lại cái lợi ích lớn nhất cho khách hàng về sức khỏe. Thì qua sử dụng nhiều hãng nước lọc ấy, thì mình thấy cái sản phẩm của Aqua này đảm bảo, khách hàng rất là ưa thích. Mình dùng cái sản phẩm này để sử dụng chế biến thực phẩm trong nhà hàng, như ví dụ như làm sạch rau củ quả và chế biến thức ăn. Mình cảm nhận thấy rằng là nó đem lại một sự an toàn tuyệt đối, cho nên mình dùng sản phẩm này cho nhà hàng. Trên góc độ nhà quản lý, tôi nhận thấy rằng sau một thời gian sử dụng sản phẩm của hãng, không chỉ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho nhà hàng chúng tôi, mà cái quan trọng nhất ở đây đó là đảm bảo được sức khỏe cho thực khách và nâng cao được hơn nữa cái uy tín của nhà hàng chúng tôi.
Máy lọc nước AquaStar loại bỏ vi khuẩn, tạp chất nhưng vẫn giữ lại các thành phần khoáng chất có lợi cho sức khỏe.